chẳng khó thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở. Tôi vừa nhận được con đài này các bạn ạ, đang test thử xem nó chắc bị sút cái motor là sao hay là đứt dây cu loa. Các bác nghe tiếng không quay, tiếng motor quay nhưng mà đấy, chắc là bị đứt dây cu loa gì đó. Line in ngon này. Đây là Sony 1177S. Con này rất hay ho ở cái chỗ là cái motor của nó có cái điều tốc. Đấy, cái điều này thì ở những cái con đài một cửa có cái điều tốc, cái nó gọi là cái chỉnh áp dòng điện ấy, chỉnh áp của dòng điện để tăng tốc độ hoặc là giảm tốc độ motor ấy. Đấy, cái điều này thì những cái đài một cửa rất là ít có hoặc là rất là hiếm. Thì mấy con Sony tôi chưa thấy con nào có cả đài một cửa ấy chứ. Đài hai cửa thì không nói, đài hai cửa thì bao giờ nó có điều tốc. Tại vì nó thường thì nó hỗ trợ tốc độ để thu băng, để sang băng hai cửa. Còn những cái đài một cửa thì hầu hết là không hỗ trợ. Tôi thấy cái đài này hồi trước tôi tháo ra một lần tôi thấy rồi. Không biết là cái con này ở trong nó còn ngon không. Tôi chưa tháo ra, vừa nhận hàng đâu. Vừa mua một bác. Đấy, mua về xem hỏng hóc gì thì chia sẻ với các bạn là chính. Còn nếu mua đài nguyên về thì thứ nhất là nó đắt tiền, thứ hai là mua về thì chả có gì làm thì nó cũng buồn. Đấy, chủ yếu làm cái kênh này để chia sẻ với anh em. Tôi cũng xin nhắc lại là tôi không nhận sửa chữa đài. Tại vì tôi không phải thợ đâu. Tôi có kinh nghiệm gì thì chia sẻ với anh em cái đó thôi. Hy vọng là giúp đỡ mọi người. Tại vì là bây giờ thợ thì nói chung nói đến thợ thì nó hơi phức tạp, nó nhiều yếu tố. Thường ấy thì những ông thợ mà đam mê cassette ấy, thì rất là hiếm và ít hoặc là cũng không có. Thứ hai là những thợ điện tử người ta lười tháo ra, tháo cassette rất là phức tạp. Mà sửa chữa thì nó được ít tiền cho nên người ta không bỏ công làm. Đấy, phải tâm sự với các bác là như vậy. Chứ ông nào có tâm lắm thì mới làm thôi. Cho nên tôi xin lập ra cái kênh này để hy vọng giúp đỡ anh em từ xa. Anh em tư vấn gì thì có thể gọi điện cho tôi hoặc là để lại bình luận ở dưới hoặc đăng ký kênh thì tôi sẽ chia sẻ dần những cái kinh nghiệm sửa chữa cassette của tôi. Thì tôi xin nhắc lại, tôi không phải là thợ, tôi biết đến đâu tôi chia sẻ đến đấy thôi. Biết đâu nếu mà gặp các bác cao thủ hơn, các bác vào xem kênh thì các bác chia sẻ ngược lại tôi thì quá là hay, quá là tuyệt vời luôn. Đó, tôi phải nói như vậy để tránh cái trường hợp các bác cứ nghĩ là tôi là thợ hướng dẫn mọi người, không phải đâu. Đấy, nếu mà là thợ thì cũng đã sửa rồi, sửa để lấy tiền chứ chẳng phải chia sẻ làm gì cho mệt ra. Ok, còn những cái con đài này thì chủ yếu là tôi sửa những con Sony và những cái con cỏ thôi. Con khủng với lại tiền, đắt tiền thì tôi, nó phức tạp quá. Tôi thực ra cũng chẳng có thời gian nhiều. Tại vì công việc này không phải công việc chính của tôi. Đam mê thì nghịch thôi. Ok. Đây tôi test tiếp cho các bác nhé. Đấy, thế này khá ngon. Sao cái này không có tác dụng này. Đấy, các bác có nghe thấy. Cái này còn có tác dụng này. Cái LR này. Nhưng mấy con này không thấy có tác dụng rồi. Đang ở chế độ manual nhé. Manual nhé. Đấy, còn nếu gạt sang disco thì ngon này. Quê em nắng vàng nhạt cô thôn. Đấy, lẽ ra là gạt sang đây phải những cái cần gạt này mới có tác dụng này. Đấy. Đây, test radio xem nào. Đang ở cái FM. Ok. Những con này thì
thường thường nó hiện đại hơn những con vuông vuông cổ. Và bao giờ radio nó cũng nét hơn. Chưa có cái hệ thống cho nên là hoặc ít nhất là không bị chỉnh lại. Còn những con ví dụ con cái đầu V kép CFS V kép mấy cái con đấy là cổ hơn. Chúc mừng, chúc đấy, mừng các bác nghe radio rất là nét. Anh hoàn thiện đẹp quá. Hả? Bình thường chưa có một con đài mà nếu mà radio còn nét như vậy và line in ok thì là chúng ta chỉ việc sửa lại cửa băng thôi. Cửa băng thì nó liên quan đến phần cơ học. Cơ học thì các bác nếu mà có những cái con đài nó cơ giống thì có thể thay thế một số cái bộ phận trong cái cơ của nó thì nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà các bác về mà cả radio mà không chạy line in thì tôi không nói đến nữa nhé, nó hơi phức tạp tí. Tại vì nói hai thứ thôi. Ví dụ như radio chết này mà băng mà nó tại vì không phải tất cả các con cassette cổ nó đều có line in. Ví dụ băng chạy mà radio chết thì nó thường thường là IC nhiều hơn. IC của radio bị hỏng. Đấy. Thì nó phức tạp hơn một chút, cho nên là bác thợ nào mà không chuyên, bác nào mà muốn sửa chữa lại con này mà không chuyên thì có thể phải bắt bệnh. Bắt bệnh của nó. Sau khi biết bệnh, xác định bệnh rồi chứ, tức là chúng ta xác định xong bệnh rồi chúng ta sẽ sửa nó thôi, sửa thành phần thôi. Đấy, ví dụ như con này bây giờ cassette đang bị hiện tượng ro như lúc nãy. Đấy. Đấy. Nghe nó có vẻ sót, giống như là sót xa cái bộ cơ dạng nhiều chạm ở đâu ấy. Thì tôi chỉ thử một lúc thôi, tôi không dám quay lâu. Thứ hai nữa là khi gạt ở chế độ manual, lẽ ra là cái mấy cái cần gạt này nó hoạt động tốt nhưng nó lại không hoạt động. Đó thì cái volume này vẫn ngon lành này. LR này vẫn ngon lành này, cái balance này vẫn ngon lành này. Đấy thì có thể là một là cái này khô dầu, hai là tôi thấy gạt ngon ngon thì chắc là không khô dầu. Hai là nó bị con IC. Ba là một lý do nào khác tôi cũng chưa biết. Còn tụ tiếc điện trở gì đấy. Đại khái là nó thế thôi. Chia sẻ với các bác nào mà chưa biết như vậy. Đầu tiên muốn sửa một con đài mà nó bị sao thì chúng ta phải biết nó bị sao đã, rồi sau đó khắc phục từng phần. Đấy, con này bị cái bộ cơ này với lại cái này. Có thể những cái khác thì tôi cũng chưa phát hiện. Hãy chia sẻ với các bác là như vậy. Bấm play nó cũng như vậy này. Revert chả có tác dụng gì luôn. Ok. Trong quá trình mổ xẻ ra nó như nào tôi sẽ chia sẻ với mọi người nha. Bây giờ nghe nhạc đã. Quýt gai bề nổi
hứa mẹ muôn đời. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, vạn xa xa muốn câu ca hỏi lên. Về tây đô nhớ ghé sông Trần, nghe điều lập thôn dù kẻ ớt đình như tình cảm gần vui. Xem video.